Algeria kết án tử hình 49 bị cáo về tội hành quyết một nghệ sĩ tham gia chữa cháy rừng. Ngày 24 tháng 11, một tòa án ở Algeria đã kết án tử hình 49 người về tội hành quyết một nghệ sĩ tình nguyện tham gia chữa cháy rừng, nhưng lại bị nghi ngờ là người phóng hỏa ở khu vực Kabylie, miền Bắc Algeria vào năm 2021. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Algiers, mặc dù án tử hình vẫn được quy định trong bộ luật hình sự ở Algeria, tuy nhiên nó không còn được áp dụng theo một lệnh cấm có hiệu lực kể từ năm 1993. Vì vậy, những bản án này trên thực tế sẽ được chuyển thành tù chung thân. Các bị cáo trên bị kết tội đã treo cổ Jamel Benzmaler, một nghệ sĩ đến từ Miliana, cách thủ đô Algiers 120 km về phía Tây. Người đã tình nguyện đến làng Labanach Iratin, thuộc tỉnh Đông Bắc Tiziozu, để giúp dập tắt vụ cháy rừng khiến 90 người thiệt mạng. Trong vòng chưa đầy một tuần vào tháng 8 năm 2021, chính quyền Algeria đã cáo buộc phong trào đòi quyền tự quyết Kabylie, MAK, một phong trào ly khai bị Algeria xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố, phải chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn và việc gây ra cái chết của chàng trai trẻ. Các bị cáo được đưa ra xét xử trước tòa án Daes Beida ở vùng ngoại ô của Algiers đã bị truy tố về các tội danh khủng bố, lật đổ nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc và cố ý giết người. 28 bị cáo khác bị truy tố trong vụ án này cũng đã bị kết án từ 2 đến 10 năm tù và 17 người được tuyên trắng án. Tòa cũng kết án vắng mặt thủ lĩnh phong trào MAK mức án tù chung thân vì các cáo buộc liên quan đến vụ sát hại Jamel Benzmaler. 4 đồng phạm đang chạy trốn, bao gồm cả hai nhân vật cấp phó là Meheni và Brahim Balabes cũng nhận mức án tương tự. Trước đó, một số nghi phạm bị bắt đã thú nhận thuộc MAK. Vào thời điểm diễn ra sự việc, sau khi nghe tin mình bị tình nghi phóng hỏa trong rừng, Jamel Benzmaler, 38 tuổi, đã ra trình diện cảnh sát. Các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám đông vây quanh xe cảnh sát và lôi người đàn ông ra khỏi xe. Sau đó, Benzmaler đã bị những người này đánh đập và thiêu sống. Những người trẻ tuổi trong nhóm thậm chí còn chụp ảnh bên cạnh thi thể của Benzmaler để đăng lên mạng xã hội. Sự kiện đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp Algeria. Những hình ảnh về vụ việc đã lan truyền nhanh chóng trên mạng và nhiều người kêu gọi đòi lại công lý cho nạn nhân.